Xin chào, mình là Tuấn. Mình là Nhà, đến từ phòng đào tạo của Samsung. Lần đầu tiên Samsung cho ra mắt một chuỗi video online training, không chỉ giúp các bạn có một cái việc học trực quan hơn, mà bên cạnh đó có thể hỗ trợ các bạn học mọi lúc mọi nơi chỉ bằng chiếc điện thoại của mình mà thôi. Ở video lần này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm Galaxy Z6 Plus. Dòng sản phẩm sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 24 tháng 9. Lần này sẽ là một sự lột xác về thiết kế trở nên trẻ trung và năng động hơn và cực kỳ phù hợp cho lứa trẻ của chúng ta. Z6 Plus còn được sở hữu những tính năng nổi trội của những dòng cao cấp. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nào. Chiếc điện thoại nằm trong phân khúc tầm trung nhưng vẫn đảm bảo cho các bạn có một trải nghiệm thật tuyệt vời. Đó chính là camera. Camera trên Galaxy Z6 Plus sở hữu một camera kép vô cùng ấn tượng, hỗ trợ cho các bạn việc chụp ảnh sát phong trở nên chuyên nghiệp hơn. Nếu như bạn không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đừng quá lo lắng. Galaxy Z6 Plus sẽ hỗ trợ bạn làm điều đó. Châm nghe không bằng một thấy. Tuấn, hãy cho Nhã và các bạn đây cùng thấy sự vi diệu của chiếc camera kép trên Galaxy Z6 Plus nhé. Ok, chúng ta cùng đi thôi. Đi thôi nào. Xin chào. Ngay bây giờ Tuấn và Nhã đang có mặt tại phố Đèn Lồng, một khu phố rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau check in một bức ảnh để xem thử Z6 chụp ảnh như thế nào nhé. Vì vậy chúng ta bấm hai lần phím nguồn, camera sẽ mở lên. Ngay bây giờ chúng ta chỉ việc thao tác cực kỳ đơn giản, nhấn chụp. Bức ảnh rất ấn tượng nhờ khẩu độ f1.9 cho phép hình ảnh được sáng hơn, rõ hơn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm thử phố Đèn Lồng có những gì ăn ạ. Thì bây giờ Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn thêm về camera trước của Galaxy Z6 Plus. Selfie đẹp hơn, lung linh hơn với camera trước 8MP và khẩu độ f1.9. Ngoài ra còn có những sticker vui nhộn, bạn sẽ lưu lại được những khoảnh khắc đáng yêu với bạn bè của mình. Z6 Plus cũng hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông vô cùng ấn tượng, kèm theo đó là 10 hiệu ứng bokeh. Bức ảnh của các bạn sẽ trở nên lung linh và đẹp hơn bao giờ hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem Z6 Plus làm được điều gì với tính năng lấy nét động. Rất là đơn giản, chỉ việc chúng ta chụp, bức ảnh đã được hoàn tất. Sau khi trở về tuổi thơ cùng Galaxy Z6 Plus, thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại những thành quả đã đạt được của ngày hôm nay nhé. Ok. Bức ảnh rất sáng và sắc nét, thể hiện khả năng chụp ảnh vào ban đêm rất tốt trên Galaxy Z6 Plus. Còn đây là bức ảnh xóa phông, có thể dễ dàng điều chỉnh được độ mờ của hậu cảnh vô cùng đơn giản. Ngoài ra Tuấn có thể chọn được hiệu ứng bokeh mà Tuấn yêu thích, giúp cho bức ảnh trở nên lung linh hơn. Và sau đó chúng ta chỉ việc lưu lại. Những bức hình này anh thấy chụp thế nào nhỉ? Chỉ có 3 từ thôi, quá tuyệt vời. Trong chiếc điện thoại phân khúc dưới 5 triệu như thế này. Tuấn à, ngoài dòng sản phẩm này được hỗ trợ camera kép, thì Galaxy Z6 Plus còn mang đến một thiết kế gây thương nhớ cho người tiêu dùng. Với thiết kế nguyên khối tinh tế, mặt lưng uốn cong 2.5D tạo nên vẻ ngoài hoài mỹ, thu hút mọi ánh nhìn. Về màu sắc, Galaxy Z6 Plus có 3 gam màu phong cách và cá tính như là đen titan, xám khói và đỏ ruby. Chưa hết, vị trí đặt cảm biến vân tay mới sẽ giúp cho khách hàng mở khóa một cách thuận tiện hơn. Đã vậy, sản phẩm này còn được trang bị màn hình rộng đến 6 inch, chuẩn cinema 18.59, mang đến cảm giác trải nghiệm xem phim vô cùng thích thú. Hình ảnh, video thể hiện rất sắc nét và chi tiết. Trải nghiệm phim ảnh như thế này thì vô cùng tuyệt vời. Có thể xem phim cả ngày dài mà không sợ mệt mỏi. Galaxy Z6 Plus được trang bị bộ vi xử lý lên đến 4 nhân, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, giúp các bạn thoải mái trong công việc và giải trí. Và điều đặc biệt hơn nữa, đó là Galaxy Z6 Plus còn được trang bị dung lượng pin lên đến 3300mAh, giúp các bạn thoải mái làm việc suốt một ngày dài. Nào hãy cùng nhau tổng kết lại dòng sản phẩm này có gì đặc biệt nha. Ok. Galaxy Z6 với cụm cao kép chụp tối đỉnh cao, thiết kế hoàn hảo, trải nghiệm âm thanh và màn hình siêu việt. Đây là một dòng sản phẩm đáng để sở hữu. Chúng ta còn được hỗ trợ một gói đặc quyền ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Được xem phim, được uống cà phê miễn phí với Lotte Cinema và Highland Coffee. Và đặc quyền này lên đến 500.000 đồng. Với Galaxy Z6 Plus, Nhã và Tuấn tin rằng đây là sự lựa chọn hàng đầu của những khách hàng với điện thoại phân khúc dưới 5 triệu. Chúc các bạn tự tin và bán hàng thành công với Galaxy Z6 Plus. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.